chào tất cả các bạn và tất cả mọi người nha. Hôm nay là mình cắt sắt và làm một cái chân hồ cá cho cái hồ cá lớn nha các bạn. Và đây là cái số sắt mà mình cắt nha. Và đây là cái số sắt mà mình ra nè các bạn, mình đã cắt xéo rồi nha các bạn. Mình sẽ làm cái chân cho cái hồ cá này nha các bạn. Cái hồ cá này là bề ngang từ cái điểm tay của mình nè, và mấy bên này là 80 nha các bạn. Và từ cái dưới cái tay mình nè, lên tới cái điểm trên này nè, ở đây nè các bạn, là 1 mét nha, kiên miệng nha các bạn. Và chiều này thì cái điểm ngay tay mình nè, qua bên cái điểm này là 1m2, và cao lên cũng là 1m nha. Chiều này cái hồ cá này là 1m2 nhân cho 1m, nhân cho chiều rộng là 80 nhân cho 1m nha các bạn. Và đây là những cái sắt nè, mình sẽ tiến hành làm cái chân hồ cá và cái hồ này nha. Khi mình hàng là được cái khung của cái mặt nha các bạn, cái đáy á, cái mặt của cái bàn là cái đáy của cái hồ nha các bạn.
xíu nữa. Hồ cá sau khi mình hoàn thiện các bạn, hồ cá này sau khi mình hoàn thiện thì mình đã vô đây một cái chỉ này, cái chỉ V nha, màu trắng sữa nha, và đây là một cái miếng kiến thủy cũng làm cái chỉ luôn các bạn, là trên này cái mặt trên này, để gác máy lọc máy đồ các bạn. Hồ cá này lớn và kích thước của nó là bề ngang chiều dài này là từ cái điểm này qua điểm này là 1.2 m nè, và trên này xuống dưới cái điểm dưới này các bạn là 1 m, và chiều này qua cái điểm góc bên này là 80 phân nha các bạn. Đây là cái hông, chiều hông này đó, thấy không? Là 80 lên 1 m. Bây giờ mình sẽ chở cái hồ này và đi giao cho khách nha các bạn.